Một nhân viên bán hàng không nên trung thành với bất kỳ sản phẩm nào. Một nhân viên bán hàng, tại sao anh ta phải trung thành với một sản phẩm nào đó? Là một người buôn bán, anh ấy nên bán bất cứ thứ gì bán chạy, đúng không? Nhưng nếu công việc của người đó là bán những thứ không bán chạy thì sao? Không, câu hỏi đặt ra cho bạn là bạn đang cố gắng điều hành một doanh nghiệp hay bạn đang cố gắng tuyên truyền một triết lý? Hầu hết các doanh nghiệp ngày nay đều nói rằng chúng tôi không bán sản phẩm, chúng tôi bán triết lý. Tôi phải nói với bạn, khi bạn là một nhân viên kinh doanh, bạn không cần đánh giá khách hàng nào thông minh, khách hàng nào ngu ngốc. Việc đánh giá không phải là việc của bạn. Ồ, đây là một khách hàng ngu ngốc, đây là một khách hàng thông minh. Chỉ có bạn mới có thể thông minh hay ngu ngốc. Khách hàng có quyền, đó là tiền của anh ta. Anh ta có thể chọn mua bất cứ thứ gì anh ta muốn.